Con sao ông Vũ chào anh chị mình. Hôm nay là ngày 9 tháng 10. Thì mình có ăn cây linh sam kim song hinh. Ăn cây này thì đang nuôi tàn ha. Thì nó đổ dài nè, nè cái ngọn đó nè. Thì cái hoành này khoảng là 40. Thì anh chị mình chưa có xem hoặc là đã xem cái cây này là ngày 9 tháng 10 thì mình sẽ chia sẻ cái video mà đo hoành cho anh chị mình coi, nó khoảng 40 hoành ha. Cái hoành dòng ngang gì nè, rất là to nè, chị em thấy không, nó đưa ra hai càng. Thì đây là cái cây kim song hinh mà rất là to hoành ha. Cây đổ thường thì nó không có bự, dạng như là nó không có bự hoành, nhưng hoành như thế này đây này, nó cỡ bằng cái bình thủy. Thì thường thường bình thủy mình khoảng 40 hoành. Đây mặt hậu nè. Thì chi tiết của cái cây này vào khoảng 1 tháng trước là mình có đo rồi. Thì anh chị mình muốn xem lại cái hoành của nó. Mình sẽ chia sẻ cái video đo hoành cho anh chị mình coi. Còn đây là hình ảnh của cái ngày mà 9 tháng 10 là hôm nay. Này cái hoành cây gốc nè. Nó đổ xuống nè. Cái tàn anh chị mình ha, đây cái tàn ở trên nhìn xuống nha. Đó. Rồi, cái cây này là 432T ha, 432 này mã số cây ha, 432T. Hôm nay là ngày 9 tháng 10.